Con này thì đẹp như mấy thùng cô chú. Con này Nhật nó chưa xài gì hết nè cô chú. Cô chú coi nó mới nè. Mới ken xe ben luôn, mới 90% luôn á. Ai da bên Nhật xài cái gì cô chú à. Cái này hình như là em chưa thấy dấu xài luôn á nè. Đây nó có cái tay lái ngắn gì nè. Giật cho cô chú nghe tiếng nổ luôn. Rồi, Má Cắt Cỏ Minh Kiệt xin kính chào anh em ha. Thì lời nói đầu tiên em xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ cửa hàng Máy Cắt Cỏ Minh Kiệt rất là nhiều nghe cô chú. Cảm ơn cô chú đã đồng hành và ủng hộ em trong suốt thời gian qua ha. Thì hôm nay là có hàng VIP về cô chú ơi. Bữa nay là máy mới nhập về, quá trời đẹp luôn cô chú. Đó, đầy máy luôn nghe cô chú. Đó, bên em thì lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng trang bị nhiều để lựa cho mấy chú. Em cũng xin cảm ơn mấy chú đã tin tưởng ủng hộ xài bên em xong rồi giới thiệu anh em vòng xóm là bà con dòng họ mua tiếp bên kia khen. Đó, cảm ơn mấy chú rất là nhiều. Chúc mấy chú là được là thật là nhiều sức khỏe nha mấy chú. Cũng đừng quên là giới thiệu xài máy Nhật bên em xong rồi giới thiệu bạn bè vòng vòng mua tiếp bên Kiệt nữa ha. Rồi thì bên em là chuyên 100% là hàng Nhật Bản nha cô chú. Tất cả bên em là hàng nội địa của Nhật ha. Đó nè, tất cả thương hiệu Makita nè, Echo, Maguyama, Zenoth, nói chung là rất là nhiều. Bữa nay có F-Team nữa nè cô chú, có Mitsubishi, Kyuric, Echo đó. Rồi thì hình thức bán máy bên cửa hàng em là em sẽ bao phí ship tận nhà cho cô chú nè. Tới nơi thì cô chú được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho shipper ha. Cô chú được quyền là bắt shipper ngồi đợi nè, cô chú cho thợ kiểm tra máy đó. Quan trọng là cái khâu kiểm tra máy, nếu mà nói thằng Kiệt bán máy không phải là hàng Nhật Bản hoặc là hàng bị gã rồi hay gì đó thì bên em sẽ tặng luôn cho cô chú, không lấy một ngàn nào hết đó, bao phí ship cho cô chú luôn đó. Thì đặc biệt là bên em là không nhận cọc trước luôn để cho cô chú tin tưởng 100% khi đặt hàng bên cửa hàng em nha. Đó, buôn bán có uy tín mới tạo nên được cái thương hiệu nha cô chú. Đó, bên em là uy tín là đặt làm đầu nghe cô chú à, nên cô chú cứ an tâm đặt hàng bên cửa hàng em nha. Rồi thì bên em có bao phí ship, em có tặng quà cho cô chú đầy đủ nè. Đó, đặc biệt là hôm nay có Máy Cắt Cỏ có cái lam để mình tỉa đó, hàng rào nè. Đó, tỉa nhà luôn đó cô chú. Đó, máy thương hiệu Maguyama. Bây giờ giới thiệu quà tặng trước nha cô chú. Đây thì cũng như thường lệ thì cũng tặng cho cô chú là phụ kiện đầy đủ nè. Đó, một cái chắn cỏ cho cô chú nè. Cái thứ hai là một sợi dây đeo. Đó, dây đeo có móc đồ đàng hoàng ha, thì nóc ha. Đó, hai nè. Món thứ ba là một cây lục giác 4 để cho cô chú lắp cái tay lái, lắp cái đầu bò. Đó, phụ kiện lắp ráp ha. Là ba nè. Cái thứ tư này mới quan trọng nè. Đó, nhà cô chú không có cái dụng cụ lắp cái lưỡi cắt này nè. Đó, không có dụng cụ để lắp cái lưỡi cắt cỏ thì bên em có tặng luôn. Đó, đầu này là để mình lắp lưỡi cắt ha. Đầu này thì mở bugi, đầu này thì mở ốc vít. Đó, đi ruộng cầm cái này theo nè cô chú. Đó là ngon lành đó. Muốn chuyển từ lưỡi này qua lưỡi này cầm này theo là ok. Rồi thì bốn món này lúc nào cũng có kèm theo đầy đủ cho cô chú, máy nào em cũng có tặng hết. Và món thứ năm là một cái lưỡi cắt nè. Bên em có ba loại lưỡi để cho cô chú lựa một cái để nhận cái quà tặng ha. Đó, đây là lưỡi dài nè, lưỡi phạm quang, lưỡi xịn bên em ha. Đó, lưỡi xịn rất là bén nghe cô chú. Và kế tiếp là một lưỡi tròn Nhật Bản. Đó, lưỡi cũ thì nó hơi xét nhưng mà nó còn hộp kim đầy đủ ha. Đó, còn găng còn me đầy đủ hết. Cái thứ ba là một ổ dây cước. Đó, đặc biệt là ổ dây cước nè, dành cho những cô chú nào mới tập cắt nè, nhà có vườn trái cây, cắt cái lưỡi này sợ phạm vô cái cây trồng của mình á, thì mình lấy cái ổ cắt, ổ cước bằng dây nè cô chú. Đó, có xỏ đầy đủ cái, đầy một ổ dây cho cô chú nè. Đó, em tặng em cũng phải làm đầy đủ cho cô chú ha. Đó, dành cho cô chú lớn tuổi ha. Rồi thì ba loại lưỡi này cô chú được quyền lấy một cái để nhận cái quà tặng. Đó, lấy cái lưỡi dài đi. Ví dụ như cô chú lấy cái lưỡi dài thì bỏ lại hai cái này cho em nè. Không lấy lưỡi dài thì mình lấy lưỡi ổ cước đi. Ví dụ vậy thì bỏ này lại. Còn cô chú muốn mua thêm một cái là em tính 50 ngàn nè. Mua hết luôn combo lưỡi là ba lưỡi là thêm 100 ngàn cho em. Đó, tổng combo lưỡi.
em có bán thêm cái đồ cắt lúa luôn, cô chú nào muốn cắt lúa em có bán luôn, hoặc là cắt cỏ cho trâu cho bò ăn, mình luồn qua ha. Đó, 90.000, chất liệu là bằng kẽm. Đó, 90.000 ha. Rồi em có bán cái đồ bơm nước luôn cô chú, chất liệu làm bằng inox, máy càng lớn lên nước càng mạnh ha. Đó, lắp ráp vô cái máy cắt cỏ rất là dễ, mở con ốc ra bắt vô, bắt cái này vô cây cần, kẹp vô cây cần lại. Đó, rất là đơn giản. 150.000. Đó, giao lưu giá 150.000, em vẫn bao phí ship kèm theo máy luôn. Em có bán dầu nhớt luôn cô chú, dầu nhớt Mekong Lut, dầu nhớt cao cấp bên em ha, dầu nhớt Mekong Lut 2 thì. Đó, chuyên cho máy cắt cỏ, máy thổi lá, máy cưa này cô chú. Đó, có lá cờ Hoa Kỳ luôn ha. Này 1 lít dầu nhớt cao cấp, có cái cống lường luôn. 1 lít thì mình nhớ, 1 lít xăng thì mình nhớ lường vô là 80ml, hoặc là cô chú nào mà không biết thì lường 4 cái nắp này vô 1 lít xăng cũng được. Đó, 1 lít này là 100.000, em bao phí ship kèm theo máy luôn. Rồi thì con máy đầu tiên là con máy là máy tỉa ha, máy cắt cỏ nhưng mà gắn cái cành tỉa vô. Con này thì đẹp như máy thùng cô chú, con này Nhật nó chưa xài gì hết nè cô chú, cô chú coi nó mới nè, mới ken xe ben luôn, mới 90% luôn á. Này chắc tại gia bên Nhật xài cái gì cô chú à, này hình như là em chưa thấy dấu xài luôn á nè. Cái đế bình xăng nè, đó nó vàng khè luôn. Cô chú nào mà nhà có cái máy giống gì sẵn có cần bỏ qua cắt cỏ, quá đẹp luôn, có trợ lực giật luôn nè. Con này còn lẹp long lanh đó, Magu Yanma này còn quá mới luôn cô chú đó, máy Nhật còn mới ken xe ben luôn. Đây nó có cái tay lái ngắn gì nè, đó cầm đây lên ga ngay đây, rồi vậy là tỉa đó, tỉa hàng rào cao. Con này cao, con này coi cái ống cần này là 1m2 hay cô chú, ống cần là 1m2, thêm cái lam này, cái lam này cái lam 4 tấc cô chú ơi, làm 4 tấc nè, còn mới ken xe ben luôn, ốc đồ nè. Có cái này chắc bị mắc bưa nó hơi đen thôi chứ nó không có hư hao gì ha, thấy nó đen thôi. Này con này chưa thấy có dấu xài luôn cô chú, chắc mới xài lần hay lần gì bỏ ra bãi hay gì. Giật trời cô chú nghe tiếng nổ luôn. Lên quay cái tẻ này cho cô chú coi, đứng xa lên, trở ra lên. Đó, thấy rõ không cô? Rõ này. Đó. Công tắc thì tích hợp ở trên ngay chân cái ga giữ này luôn, bấm vô là tắt. Đó. Máy nghe động cơ tiếng máy như máy mới cô chú, quá đã, như tiếng máy mới ha. Con này là bình xăng, nó là bình sử dụng bình xăng 2 kim, máy nhỏ gọn nhẹ lắm cô chú. Đó, máy rất là đẹp luôn, ken xe ben ha. Rồi con này là hôm qua là mình lên lô gì vậy ta, lô F á, F bữa nay tới lô H cô chú ơi, bữa nay lô H ha. Con này là ký hiệu là H1 nha cô chú, H1. Em này là giao lưu với cô chú là giá là 2.400.000. Đó, có cái lam sẵn luôn. Bữa nay là ngày ngày 9 tháng 9 cô chú ơi, ngày 9 tây tháng 9. Đó, con này đẹp như mới, này vừa mua vừa chơi mà vừa sưu tầm cũng được nè cô chú, đẹp long lanh nè. Đó, cầm gì nè cô chú, nè, em đứng xa xa ra quay cho cô chú coi thấy toàn cảnh nè. Đó, cầm gì nè, có cái hàng rào tỉa nè, cái này mình cân chỉnh được nè cô chú. Để em quay cái này, em đứng xa đi, em đứng xa đi cô chú. À quên, quay gần này cho cô chú cái nè, mình có thể gạt lên gạt xuống được nè. Đó, điều chỉnh bằng này nè, đó bật lên bật xuống nè. Đó, tỉa muốn tỉa hàng rào đứng nha, nè có tỉa là ha, nè, hạ xuống tỉa nè, muốn cúp xuống muốn là đường thẳng hay là như thế nào cũng được. Đó, đã ha.
té dưới đất nè. Ok ha. Rồi con này để qua bên ha. Cô chú chốt con này đi, con này còn đẹp lắm cô chú. Có thằng có cô chú nào có chơi thằng gào cây kiển đó thì chốt con đó ha. Rồi thì con số 1 đã xong ha. Kế tiếp là con số 2. Số 2 là máy nhỏ gọn. Đó, này là gu của mấy chú nè. Đó, này gu của mấy chú lớn tuổi nè. Siêu nhỏ gọn, máy mini ha. Đây, thì thương hiệu là Makita 20cc nòng 30 ly. Sử dụng bình xăng WAMG, siêu tiết kiệm xăng nè. Đó, ngoại hình nó hơi xấu ha, nhưng mà chất máy thì em bao ghim. Đó. Cô chú nào không quan trọng ngoại hình chốt mấy con này em để giá rẻ. Nè, ga giữ, tay lái ghim. Đó, đầu bò ghim. Đó, da băng nè cô chú. Đó, thấy chữ da băng ha. Đây, nắm dở lên là chạy nè. Đó, nhỏ mà có vỏ ha. Cây em nè, công tắc nằm phía sau nè, nè dở lên nè, cái con đi cô chú, mấy con này nhạy dữ lắm nhạy, mấy chú lớn tuổi mấy cô nữ mới tập cắt nên mua mấy con này nè, nó nhẹ lắm cô chú, nó hơn 3 kg à, nó nhẹ hiu à, vẫn sử dụng bình xăng siêu tiết kiệm xăng ha, le đỏ tự động luôn nè, đó, bình xăng tiết kiệm xăng. Rồi, con này là ký hiệu là H2. Giao lưu với cô chú là giá là 1 triệu. Đó, chỉ để cho cô chú 1 triệu thôi. Rồi, cái vỏ nó hơi xấu. Ngày 9 tháng 9. Đó. Chỉ có 1 triệu là cô chú sở hữu được con máy Nhật này. Là 1 triệu là gì đây nè? Là bao gồm phí ship. Đó, em miễn phí ship cho cô chú nè. Tặng cho cô chú đủ phụ kiện đó, rồi cô chú có mua nhớ thêm thì mua, bảo hành cho cô chú xài đàng hoàng. Đó, máy em không nhận cọc trước ngàn nào hết đó, có 1 triệu là cô chú sở hữu được máy Nhật nha. Máy đó cái vỏ hơi xấu nha cô chú. Rồi kế tiếp là cũng đến từ thương hiệu Makita, con này vỏ đẹp nè, cũng y hệt luôn nhưng mà vỏ đẹp. Nói chung là máy Nhật bãi thì cô chú chắc ai cũng biết, máy còn đẹp thì cái giá trị nó cao, còn ví dụ như cái vỏ nó xấu thì giá trị nó thấp. Đây, thương hiệu Makita 20cc nòng 30 ly nè, cái phấn ở trong còn nè cô chú. Đó, cái lốc máy trong còn phấn nữa nè. Bô còn sáng nè cô chú coi nè, bình xăng WAMG, ốc còn 7 màu hết luôn nè. Đó, le đỏ tự động đây. Đó, con này còn đẹp ha, cũng là ga giữ, cũng đầu bò ghim, chắn cỏ thì bị hư rồi, gắn chắn cỏ mới cho cô chú nè. Đã cực kỳ nha, mấy con máy nhỏ gọn này đã lắm cô chú. Giờ tiền nó đã, công tắc nằm phía sau nè. Mấy con này là siêu nhạy nổ, giật bằng ngón tay út thôi, dở lên đó, rất là nhạy nha. Rồi tắt ha. Đó, trước khi máy em bên em gửi đi á cô chú, là bên em đã xúc bình xăng con nè, kiểm tra máy móc đàng hoàng hết rồi mới gửi. Nó giật chạy vô thử tải ngon lành hết rồi mới gửi ha. Đấy, vô mở đầu bò nè, làm các kiểu hết rồi mới gửi. Nói chung là cô chú an tâm đó, không nhận cọc trước nên em không giấu điểm nào hết á, quay gõ từng chi tiết cho cô chú nè. Còn đẹp cực kỳ ha, đồ đạc còn chuẩn ha. Rồi H3 đây, giá trị là nhìn theo máy ha. H3 giá 1 triệu 3. Đó, H3 là 1 triệu 3. Ngày 9 tây tháng 9. Đó, H3 là 1 triệu 3 ha. Kế tiếp là H4.
H4 là đến từ thương hiệu là Echo. Đó, bữa nay được con Echo đẹp nghe cô chú. Đây. Echo ha, con này còn đẹp lắm nghe cô chú. Đây là bình xăng nè, Wambago siêu tiết kiệm xăng. Đây, cô chú coi nè. Đó, ốc bình xăng còn trắng tinh ha. Con này còn đẹp. Đây, số sơ ghi nè, rõ nét ha. Con này là GT220, nồng của nó là 30 ly. Con này được cái ga bóp nè cô chú. Đó, bộ ga bóp ha. Tay lái ghim. Đây. Đầu bò da băng. Còn đẹp luôn ha. Con này còn đẹp từ đầu tới đuôi luôn. Đó, nắm dở lên là chạy nè. Thương hiệu hay cho ha. Nổ canxi đã nè cô chú. Công tắc nằm trên tay lái nè. Đó, công tắc nằm trên cái tay này luôn ha. Đây. À. Còn đẹp ha, con này còn đẹp nghe cô chú. Con này là ký hiệu là H4. H4. Em này là giá 1.400.000. À, ngày 9 tháng 9. Cô chú chốt thì nhớ nhắn qua Zalo cho em nha. Nó nhắn qua Zalo cho em là chốt H4 giá 1.400.000. Nó chốt trên Zalo nó dễ ha. Thông tin của mình còn lưu lại đó đàng hoàng. Em bảo hành đồ cho cô chú cũng dễ nè. Đó, ngày mua đồ là cũng còn trên đó hết luôn ha. Rồi, cô chú nào không có xài Zalo thì gọi trực tiếp qua cho em. Còn có xài Zalo thì nhắn qua Zalo cho dễ. Rồi, kế tiếp là thương hiệu Magu Giang Ma. Đó, con này cũng còn siêu đẹp ha. Đây, NK23 nghe cô chú. Đó, Magu Giang Ma. Con này có giật trợ lực nè. Bình xăng nó là ốc còn 7 màu nè. Đặc biệt là được tum gời luôn. Đó. Đây, có dập nổi mắt in da băng đây. Đây, đồ đạt chuẩn ha. Bô còn sáng nè. Đồ chuẩn, tay lái ghim. Ga giữ. Đó, đầu bò ghim theo máy, trắng cỏ ghim. Con này trợ lực ha, nắm dở lên thôi. Cô chú không cần giật đâu, dở lên nè. Dở nhẹ lên là chạy à. Con này là nồng 32 ly ha. Cô chú nào có xài bình xịt thuốc á, chốt con này nè. Hoặc là những cô chú lớn tuổi á, chốt con này nè. Nắm dở lên nè. Có trợ lực ha. Bằng ngón tay út thôi, dở lên. Cán con à. Chung là mấy giờ nó nhạy lắm cô chú. Chứ nó tiết kiệm xăng, cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Tắt ha, con này còn đẹp quá ha cô chú. Ngoại hình còn quá đẹp. Cũng không nặng ha, con này tầm 4kg à. Rồi, ký hiệu là H5. Giá là 1.800.000. Đó, ngày là 9 tây tháng 9. Rồi, chốt thì nhắn qua cho em. Chốt H5 giá 1.800.000. Hoặc là cô chú chụp màn hình gửi qua cho em. Đó. Rồi, kế tiếp là H6 đến từ thương hiệu là Zenoth. Đó. Thương hiệu Komatsu Zenoth đó cô chú. Con này là Zenoth 23 Made in Japan. Đó, Zenoth 23 ha. Con này đặc biệt là hành trình bê tông cao nè cô chú. Đó, cái vỏ bên ngoài thấy nó hơi chày chày chứ ở trong là còn bao đẹp luôn. Nè, bô còn bao sáng ha. Nè, lốc nè cô chú. Lốc bao sáng ha. Bình xăng cũng vẫn sử dụng bình xăng Wambago siêu tiết kiệm xăng. Đó, con này là hành trình bê tông cao ha. Con này chạy đã lắm. Đó, con này là có được hai bộ tay lái luôn nha cô chú. Có tay lái dài nè. Hoặc là cô chú nào có sử dụng cắt cỏ ở trong cái vườn trái cây á. À, sử dụng cái bóp này nè. Đó, bóp này có gắn thêm, cô chú muốn thêm tay lái ngắn đây em lắp thêm cho. Đó.
em có gắn sẵn cái dây ga nè, tích hợp hai dây ga trong đây luôn ha. À, đầu bò gin nè. Đó. Con này có trợ lực luôn cô chú, nắm dở lên. Nghe thương hiệu trên đó nó nổ cái tiếng đã nè cô chú. Quay cái bóp này cho cô chú coi nè. Ga bóp trên đây thì chơi con này đi cô chú. Con này hành trình bê tông cao. Nhà cô chú có cỡ 20-30 con bò thì chơi con này được nè. 6 H6. Con này đúng ra 1.8 triệu nhưng mà cái vỏ thấy nó hơi chày chày nhẹ nhẹ, em giảm cho cô chú còn 1.7 triệu. Ngày 9 tháng 9. Máy 7 về phải chày nghe cô chú. Mấy bãi là bắt buộc cái nào cũng phải chạy chứ. Này cơm bắt sung 23 đồng 32 ly. Rồi, kế tiếp là thương hiệu Shin Daiwa. Đó, Shin Daiwa. Con này là cũng hành trình bê tông cao nè cô chú. Cái đỉnh bê tông cao cực kỳ luôn á. Vẫn sử dụng bình xăng qua mờ gồ, siêu tiết kiệm xăng. Đó, đồ đạc còn sáng hết ha. Con này xác lớn. Tại vì xác lớn là cái hành trình bê tông nó cao á cô chú. À, có chữ da băng đây nè. Nó bị chốc chốc còn chữ da băng. Đó, bên em không nhận cọc trước nên em quay rất là kỹ ha. Ga bóp xịn sò ha. Có cái ga giữ trên đây nè cô chú. Đó, có công tắc trên đây luôn nè. Đó. Ghim toàn bộ ha. À, đầu bò ghim chống quấn cỏ nè. Chống quấn cỏ dày luôn ha. Có trợ lực giật luôn. Máy cực kỳ mạnh nha cô chú. Nhưng mà cái vỏ nó hơi xấu em. Mấy đời này ít có khi nào được vỏ đẹp lắm cô chú. Con này chạy lực cực kỳ lực ha. Công tắc thì nằm trên đây. Đó, nằm ngay chân cái ga giữ luôn. Đó, nằm cây ga bóp luôn. Đó, cũng không nặng ha. Mấy chú nào mà cắt cỏ cho trâu cho bò ăn không quan trọng cái vỏ, chốt cái khúc này nè. Còn đây bữa nay có 3 con máy, cái vỏ nó hơi xấu. Vỏ xấu thôi nghe cô chú, nhưng mà chắc máy trồng làm bao ạ. À. Cái vỏ nó hơi xấu nè. Hơi bạc thôi em giảm luôn. Đó, mấy con này là nếu mà cái vỏ đẹp là giá từ 2 triệu trở lên không đó cô chú. Cái vỏ hơi đẹp một chút mà mấy chú mà cắt cỏ cho trâu cho bò ăn ngoài ruộng không quan trọng cái vỏ thì chốt mấy con này ha. H7 giảm cho cô chú bây giờ còn 1.4 triệu đó. Bữa nay là chơi lớn luôn. Siêu giảm giá đó. Thường thường mấy cái vỏ xấu làm giảm còn 500-600 là bình thường đó cô chú. Giá này là đã rẻ hơn cái giá đi lấy sỉ luôn đó cô chú. Nói chung là vỏ hơi xấu là bán lấy vốn lại ha. Bán lỗ lấy vốn lại một chút. Rồi, kế tiếp cũng là đến từ thương hiệu Komatsu Zenot G2K. Đó, G2K. Này, này hành trình bê tông con này cao nè. Con này chạy bao lực ha. Con này là bị bơm hàng. Bữa trước em giảm giá bán rồi mà bị bơm hàng nè cô chú. Nồng 34 ly. Komatsu Zenot. Này cái gì nè, bữa trước là cái cọng nhựa này không gãy nè, bị bơm hàng về cọng nhựa gãy luôn tum rời ha. Cô chú nào có xài bình xịt chốt con này nè, bình xịt là bao mạnh luôn á. Đầu bò chống quấn cỏ lớn nè. Đó, chút nào cô chú nào mà có xài bình xịt là chốt con này nè. Nghe con cái xung quanh nó chạy đẳng cấp rồi. Thank you.
tiếng nó đẳng cấp thiệt. Cô chú nào không quan trọng cái vỏ chốt mấy con này nè cô chú. 8 con này nồng 34 mà em để cho cô chú 1,5 triệu. Đó. Ngày 9 tháng 9. H8 1,5 triệu. Rồi, kế tiếp là H9. H9 là đến từ thương hiệu Mitsubishi, tên là 23. Đó. Cái vỏ cũng hơi xấu xấu cô chú. Tại vì thường thường á mấy cái máy này Nhật nó thích xài hay sao mình không biết. Về là 100 cái là chỉ có 1, 2, 3 cái đẹp thôi, chứ không khi nào mà Mitsu hoặc là Komatsu rồi mấy cái hàng đẳng cấp là ít có khi nào còn được đẹp lắm cô chú. Cái này là cái màu nó gì chứ không phải em sơn lại nghe cô chú, nó đẹp vậy đó. Nước sơn của Nhật. Đồ đạt chuẩn ha, tum gời nữa cô chú. Đó, Mitsu 23. Mấy chú nào mà thích Mitsu là chốt này ha. Hàng ga dữ nè. Đầu bò ghim chuẩn ha. Có hai bộ tay lái nè cô chú. Bích thu chạy là bao phê. Thường thường là 1,9 triệu, 2 triệu không đó cô chú. 1,8 triệu, 1,9 triệu, 2 triệu ha. Đây là H9 còn 1,7 triệu. À, H9 giảm còn 1,7 triệu. Ngày 9 tây tháng 9. 9 tây tháng 9. Kế tiếp là H10. H10 là đến từ thương hiệu Estin. Đó. Mấy chú nào có thích thương hiệu Estin là chốt em này ha. Estin 23 nồng 32. Đó, cái vỏ nói chung là thường là mấy cô chú thấy đó, mấy thương hiệu đẳng cấp là cái vỏ nó hơi xấu, nhưng mà chắc máy thì cô chú cứ an tâm. Đó, ốc còn 7 màu ha, bình xăng 2 kim. Đó, con này thì hành trình bê tông thì khỏi bàn rồi. Đó, cái vỏ nó hơi xấu ha. Đây, con này là hàng của Đức nha cô chú. Đức nhập Nhật, Nhật xài xong tới mình đó cô chú. Đó, Nhật mà còn xài hàng của Đức thì cô chú biết là hàng của Đức nó đẳng cấp như thế nào ha. Cô chú nào mà có từng sử dụng máy cưa á, máy cưa thương hiệu Estin á là biết ha. À, tay lái ghim nè, đầu bò ghim nè, trắng cỏ ghim, con này ghim nguyên con hàng của Đức luôn ha. Đó, nhìn thấy Đức là nó có dập nổi cái chữ cái gì à, da băng da bon gì trong đây nè cô chú, nằm ở dưới này nè, nằm khuất khuất dưới cái bình xăng á. Giao lưu với cô chú cũng là 1,7 triệu. Đó. Cái vỏ hơi xấu là em giảm hết nè. Hôm trước em lên có con 2,1 triệu, 2,2 triệu vậy đó. Rồi ơi, mấy chú gọi liên tục. Nó hơi đẹp hơn con này. Đấy, cái vỏ nó thì máy nói chung là máy thì cũng y hệt vậy đó. Nhưng mà cái vỏ nó thì hơi xấu hơn chút xíu. Máy thì máy ghim, bình xăng 2 kim. Trước khi đi là thợ em sẽ xúc bình xăng nghe cô chú. Máy nào cũng vậy hết. Kế tiếp là H11. H11 là đến từ thương hiệu là Maguyama. Con này là 26cc, nồng 34 lên ly. Đó, nhà cô chú là đất nhiều, nuôi trâu bò nhiều thì chốt ha.
thấy rõ không cương? Dạ thấy anh. Đó, mắt in da bằng ha, có chụp giật trợ lực. Con này là 26cc nồng 34 ly ha. Nè, ốc trắng tinh nè. Đó, nhà cô chú nào nuôi trâu nuôi bò ha, đất nhiều, ruộng nhiều thì chơi con này ha. Đó, ga bóp nè. Ga bóp ghim theo máy luôn. Đó, đầu bò. Da bằng. Ghim nguyên con ha. Con này có trợ lực giật ha, mấy chú lớn tuổi vẫn xài được, rất là nhẹ giật ha, nắm dở lên là chạy à. Rồi, tắt ha. Đó, con này là H11 H11 em này là giao lưu với cô chú là giá là 2 triệu chẵn. Đó, Magu Giang Ma nồng 34 ly, máy có trợ lực đẹp từng con ốc ha, ốc tán được còn đẹp từng con ha. Bình xăng qua Mài Gòn siêu tiết kiệm xăng, chụp giật có trợ lực. Rồi kế tiếp là thương hiệu Robin. Đó, bữa nay được con Robin máy 4 thì xăng riêng nhớt riêng. Đó, những cô chú lớn tuổi không biết cách xài máy 2 thì, không biết pha xăng pha nhớt thì chốt con này. Con này là xăng riêng nhớt riêng, nó xài lâu lâu thay nhớt lần như xe máy, hết xăng thì đổ vô. Đó, còn cái tem bình xăng nè, con này vẫn sử dụng bình xăng qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng. Con này hơi dơ dơ ha, tum này tum nhôm nghe cô chú, tum nhôm. Đó, ngoại hình là lóc độ còn sáng ha, bô sáng nè. Ga bóp mỏ dịch xịn sò, cần ghim, đầu bò ghim, trắng cỏ ghim. Đó, ghim nguyên con nha. Mấy con này nhẹ giật dữ lắm, nhẹ giật cô chú, nó thì thầm nè. Đó, máy 4 thì cô chú nào mà không thích thử ồn ào mà thích thì thầm là chốt con này ha. Lật ha, công tắc thì nằm trên đây là cô chú. Đó, công tắc nằm phía sau. Đó, nằm phía sau máy, trên đây chưa có đưa dây lên. Đó, công tắc nằm mấy em đây nè, ghim theo máy nè. Còn ga bóp này là em gắn thêm ga bóp xịn vô nè. Đó, gắn ga bóp xịn vô máy này ha. H12 này giao lưu với cô chú cũng là 2 triệu chặn. Đó, nhớ nhắn qua giùm em là ngày 9 tây tháng 9. Rồi, cô chú gọi cũng vậy, cũng nhớ gọi giùm em, nói giùm em là ngày 9 tây tháng 9 nè. Rồi, kế tiếp là thương hiệu đẳng cấp của Kyuric Echo. Đó, bữa nay có được con máy Kyuric đẳng cấp này, con này chạy là bao phê ha. Nhà này, chừng 100 công đất hay gì đó, chốt con này nè cô chú. Da băng nè, made in da băng. Con này là 260 đồng 34 ha. Tay lái ghim, cần ghim, con này chạy phải nói là khủng khiếp. Đầu bò lớn nha, có cái chụp chống mòn ốc nghe cô chú, trắng cỏ ghim. À, có trợ lực nè, nghe cái tiếng nó lực nè cô chú. Nắm dở lên nè, bao phê ha. Đó, em này là H13, em này giao lưu với cô chú là 2 triệu 2. Ở nhà cô chú có 100 công đất, 100 bò vậy đó là chốt con này ha cô chú. H13 giá 2 triệu 2 ha, con này còn quá lực.
Kêu rít Echo á. Kế tiếp là thương hiệu Mitsubishi. Đó, bữa nay đừng con Mitsubishi TB26 nè. Made in Japan ha. Đó, nhà của chú có 100 công đất trở lên thì chốt con này nè, Mitsubishi. Le đỏ tự động, bình xăng 2 kim. Đó, cái lốc còn xanh dần luôn nè. Bô nè. Đó, đồ đạt chuẩn ha. Con này ngoại hình cũng còn ok ha. TB26 số Sugi rõ nét. Đó, bô đồ còn sáng ha. Con này là đặc biệt là em này là được cái cần nó sơn tĩnh điện cái màu rất là đẹp luôn. Vàng ánh kim. Đầu bò lớn, ghim chống quấn cỏ. Chắn cỏ ghim. Nó có cái chống mòn ốc ở dưới đã lắm cô chú. Có trợ lực giật. Tự động ha. Tắt một cái, giật một cái, còn một cái, còn một chút. Cái con ha. Chụp giật trợ lực. Đó, mấy chú lớn tuổi cần cắt dây cước, cái tua cao cắt dây cước mạnh á là chốt con này là của chú. H14. Em này là giao lưu với cô chú là 2,5 triệu. Ngày 9 tháng 9 đó, Mitsubishi là giá nó cao dữ lắm cô chú. Bao giờ giá nó cũng cao hơn mấy thương hiệu khác nha. Rồi, kế tiếp là hết này cô chú. Hết rồi, quên nó kế tiếp. Rồi, thì cuối clip thì em xin chân thành cảm ơn cô chú đã theo dõi hết clip của em hàng ngày ha. Thì vào lúc 6 giờ 30 chiều hàng ngày em đều lên clip và báo giá máy cắt cỏ ha. Đó, cô chú xem nè, lúc nào cũng vậy. À, cô chú muốn lựa máy thì bên em đều có để lựa cho cô chú ha. Đầy nhà hết. Đó, bữa nay là về máy thì cũng khá nhiều hay cô chú. Rồi, thì địa chỉ cửa hàng em là tại chợ Minh Thuận, huyện U Minh Thuận, tỉnh Kiên Giang ha. À, cô chú nào cần lựa máy hoặc là chưa từng sử dụng máy cắt cỏ, muốn em tư vấn máy gì đó, đó, cứ liên hệ trực tiếp. Số điện thoại em có để dưới nút trái màn hình hay cô chú. Rồi, thì địa chỉ cửa hàng đó, nói gọn mà nói nữa. Rồi, em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai ha.